Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương bình luận ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật chia sẻ bình luận về bàn cờ quân sự thế giới. Hoa Kỳ đang rất lo về cái sự kiện ở tại Trung Đông. Nghị sĩ của Mỹ đề xuất là dùng sức mạnh quân sự với Iran. Nghị sĩ đề nghị điều này xong thì chính quyền Biden chắc phải đóng bỉm xong mới dám đọc. Bởi vì Iran là một quốc gia Hoa Kỳ có thể răn đe, có thể đưa ra những thông điệp hỗ trợ Israel. Chứ còn bây giờ bảo là đe dọa Iran giống như ông Donald Trump nói rằng là xóa sổ Iran, nó tồn tại ở trên báo chí thôi, chứ không thể tồn tại trong hành động, trong thế giới bây giờ được. Vì Iran bây giờ không đứng một mình. Hoa Kỳ hiểu điều này. Thượng nghị sĩ trình nghị quyết cho phép Mỹ dùng sức mạnh quân sự chống lại Iran nếu Israel bị tấn công hoặc là khủng hoảng hạt nhân. Đã đến lúc chấm dứt trò chơi ngầm hiểu với nhau. Mỗi khi đề cập đến Hamas, Hezbollah và Iran, họ là một. Để hôm nay tôi đệ trình nghị quyết cho rằng là mọi hành động leo thang của Hezbollah chống lại Israel dẫn đến đối đầu nghiêm trọng đều cần được xem là đòn tấn công được Iran lên kế hoạch và thực hiện. Nghị sĩ của Mỹ đề nghị đấy. Qua đây chúng ta lại càng thấy rằng chính quyền Mỹ kiên quyết bảo vệ chế độ diệt chủng ở tại Israel. Họ không cần quan tâm tới lực lượng vũ trang của Israel đã giết hại bao nhiêu dân thường và tiếp tục gây ra bao nhiêu tội ác, họ không cần quan tâm nữa. Họ chỉ quan tâm rằng đây là đồng minh của Mỹ. Đây là pháo đài của Mỹ để phá hoại Trung Đông. Ông nhận định là không chỉ Israel mà cả Mỹ cần buộc Iran chịu trách nhiệm cho mọi hành động leo thang của Hezbollah. Vị nghị sĩ này cũng nói rằng Israel được quyền tấn công những bên tìm cách hủy hoại nhà nước của họ vào bất kỳ mục tiêu và thời điểm nào. Danh sách mục tiêu này cần bao gồm những cơ sở quan trọng nhất đối với nền kinh tế của Iran, đặc biệt là nhà máy lọc dầu. Nếu Hezbollah tấn công Israel, tôi hy vọng Iran sẽ mất ít nhất một nhà máy lọc dầu. Đã đến lúc đánh vào túi tiền của Iran và những nhà máy lọc dầu chính là nguồn sống của nước này. Không có nhà máy lọc dầu thì họ không thể tài trợ cho đồng minh nữa. Vị nghị sĩ này nói. Đây được coi là một lời đề nghị để châm ngòi chiến tranh toàn diện Trung Đông và nổ ra chiến tranh thế giới. Bên kia đó, thượng nghị sĩ Cộng Hòa cũng cảnh báo Iran đang tăng tốc phát triển vũ khí hạt nhân, do đó nghị quyết mà ông đệ trình còn bao gồm điều khoản cho phép chính phủ Mỹ sử dụng sức mạnh quân sự để ngăn chặn Iran đạt được đột phá về công nghệ hạt nhân. Ông cho rằng đã đến lúc Mỹ đặt ra làn danh đỏ cho chương trình hạt nhân của Iran và sự mơ hồ chiến lược từ Washington không còn hiệu quả với Iran. Nghị quyết sẽ được kích hoạt nếu Tổng thống Mỹ kết luận rằng Iran đang sở hữu uranium được làm giàu ở cấp độ vũ khí, đầu đạn hạt nhân hoặc là phương tiện phóng vũ khí hạt nhân nhắm vào Israel hoặc là bất kỳ đồng minh nào của Mỹ. Hiện chưa rõ mức độ ủng hộ đối với nghị quyết này. Để được thông qua này, nghị quyết cần nhận được sự phê chuẩn ở cả Hạ viện lẫn Thượng viện. Tổng thống Joe Biden nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ kiên định với Israel, nhưng tuyên bố không muốn chiến tranh quy mô nổ rộng ở tại Trung Đông. Bây giờ mà chiến tranh toàn diện ở Trung Đông, Hoa Kỳ cũng là kẻ chết trôi thôi. Tình hình này chúng ta lại càng thấy rằng bản thân Hoa Kỳ đang nằm trong thế bế tắc. Cuộc cách mạng kích hoạt ở tại Venezuela cũng đã thất bại, có thành công được đâu. Tìm mọi cách để phá hoại trật tự an ninh quốc gia khác, nền kinh tế quốc gia khác. Thì chính Hoa Kỳ sẽ là kẻ phải trả giá cho những hành động đấy. Còn ông Medvedev nói về nguy cơ xảy ra cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Medvedev cho rằng một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông là con đường dẫn đến nền hòa bình mong manh trong khu vực. Theo Ria Novosti, thì ngày 1 tháng 8, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev cho rằng là một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông là con đường dẫn tới nền hòa bình
mong manh trong khu vực. Nút thắt ở Trung Đông đang thắt chặt. Tôi rất thương tiếc cho những nạn nhân vô tội. Trong khi đó thì mọi người đều thấy rõ rằng một cuộc chiến tranh toàn diện là con đường duy nhất dẫn đến một nền hòa bình mong manh trong khu vực. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev viết điều này trên Telegram cá nhân của mình. Ông Medvedev nói thêm rằng là tất cả nạn nhân vô tội của cuộc xung đột trong khu vực đều là con tin của Mỹ. Ngày 31 tháng 7 thì phong trào Hamas đã đưa tin về cái chết của chỉ huy lực lượng Hamas sau một cuộc tấn công Israel vào dinh thự của ông ở thủ đô Iran. Hamas đã đổ lỗi cho Israel và Mỹ và về cái chết của chỉ huy. Và phía Iran, lãnh đạo tối cao Iran cũng đã ra lệnh là tấn công trực diện vào Israel. Hoa Kỳ cũng đang lo ngại việc này. Và chính Israel cũng đang lo ngại việc này. Vì chúng ta biết là bản thân Iran đã có một cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel. Và hệ thống vòm sắt đâu có đánh chặn được đâu. Nhưng đến ngày hôm nay khi mà đòn trả đũa, tôi nghĩ rằng nó không giống như lần trước đâu. Chưa biết được là khi nào thì bản thân Iran sẽ thực hiện đòn trả thù. Nhưng ở tại nhà thờ ở Israel, ở Iran đã treo cờ, gọi là cờ báo thù rồi. Gần như là cái hiệu lệnh thông báo tới cho tất cả cộng đồng Hồi giáo trên thế giới đã đến lúc vùng dậy để trả thù. Và Israel đang lo ngại điều đấy. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev cũng nói rằng Ukraine do Mỹ và NATO kiểm soát. Việc này thì tôi nghĩ rằng nó quá rõ. Nếu như Ukraine ngày hôm nay chưa bị Mỹ kiểm soát thì chính quyền Kiev vẫn còn có quyền đưa ra quyết định. Thế nhưng mà thực trạng trên chiến trường tháo chạy khắp mọi nơi, nhưng bản thân chính quyền ông Zelensky đâu có quyền quyết định cái gì đâu. Kể cả là câu chuyện ở tại Israel, người quyết định cuộc xung đột hay là thành lập hai nhà nước, nó là Mỹ chứ không phải là Israel, tức là Mỹ. Còn các tổ chức quy tê thì chỉ ngồi một chỗ để đưa ra những lời tuyên bố chung, chứ không giải quyết được cái nhiệm vụ và chức trách của mình. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev cho rằng Ukraine hiện nay do Mỹ và các nước thành viên NATO trực tiếp kiểm soát. Zelensky chỉ là bù nhìn và đang là tội đồ dân tộc. Theo Riano Vuti thì Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev cho biết là Ukraine hiện nay do Mỹ và các nước NATO trực tiếp kiểm soát và được họ hoàn toàn ủng hộ. Hiện nay Ukraine giống như một quốc gia bị thống trị do Mỹ và các nước NATO trực tiếp kiểm soát. Mặc dù không gặp khó khăn gì, nhưng đất nước này hoàn toàn được họ hỗ trợ, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev viết trên Telegram cá nhân của mình. Ông Medvedev nhấn mạnh Ukraine bất chấp sự phản đối của người dân trong nước vẫn được cung cấp vũ khí thuộc loại nguy hiểm nhất mà phương Tây đang leo thang xung đột. Ông Medvedev nhắc lại rằng người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Borrell, thừa nhận rằng nếu việc chuyển vũ khí cho Ukraine bị ngừng lại, cuộc xung đột Ukraine có thể kết thúc sau vài tuần. Trong khi đó, tờ đó là The Nation của Mỹ cho rằng là Tổng thống Joe Biden nên tìm cách giải quyết cuộc xung đột trong thời gian tới. Tham gia cuộc chiến về việc mở rộng NATO ở sân sau của Nga là sai lầm bi thảm và tốn kém của chúng tôi. Và vì lợi ích của người dân Ukraine, chính quyền ông Biden cần phải nhanh chóng tìm ra cách thoát khỏi tình trạng này. Tờ Nation ấy cũng lưu ý rằng sự thật khó chịu là hiện nay Nga có quân đội lớn hơn và sẵn sàng chiến đấu hơn so với thời điểm bắt đầu cuộc xung đột, đồng thời Ukraine ngày càng chìm sâu hơn vào vực thẳm và sự thất bại. Ukraine cũng đã nhận thấy rằng bản thân họ đang thất bại trên chiến trường. Trong quá trình Ukraine đang thất bại thì Zelensky cũng đang trở thành mục tiêu của phương Tây tập thể và thực hiện đòn đó là ám sát. Có một tiết lộ từ Hoa Kỳ về kế hoạch chấm dứt xung đột ở Ukraine ngày hôm nay. Xung đột ở Ukraine có thể kết thúc nếu các quân nhân Hoa Kỳ rút khỏi đất nước này
và ngừng cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine, cựu cố vấn Lầu Năm Góc chia sẻ. Điều này xảy ra thì đương nhiên quân đội Ukraine sẽ tùy nghi di tản như lực lượng tay sai Việt Nam Cộng Hòa năm xưa thôi. Điều đầu tiên cần làm để chấm dứt chiến tranh là ngừng mọi hỗ trợ quân sự cho Kyiv. Thứ hai là rút ngay toàn bộ quân nhân Mỹ khỏi lãnh thổ Ukraine. Chúng ta cũng phải nói rõ ràng, không nước đôi với Nga, rằng chúng ta muốn chấm dứt đơn xung đột, vị chuyên gia đã chia sẻ. Theo lời của ông thì vì lợi ích ý, tiến trình hòa bình và tháo gỡ căng thẳng ở châu Âu, Hoa Kỳ cũng phải bắt đầu giảm dần hiện diện quân sự của mình ở EU. Trước đó Nga đã nhiều lần bày tỏ rằng sẵn sàng đi tới giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine. Trong khi đó Kyiv đưa ra lệnh cấm đàm phán ở cấp độ lập pháp và phớt lờ tuyên bố của Moscow về việc sẵn sàng tiến hành đối thoại. Bởi vì Zelensky ngày hôm nay đang bị Mỹ và NATO thao túng, thì làm gì có quyền đưa ra quyết định nữa. Đáng lẽ cuộc xung đột đã kết thúc, thế nhưng mà Mỹ và Anh đã đến để ngăn chặn, không cho nó kết thúc. Bây giờ phương Tây tập thể nằm trong thế không thể quay đầu. Muốn quay đầu lại tháng 3 năm 2022, nhưng mà không còn cơ hội để quay đầu nữa. Vì Nga trưng cầu dân ý một loạt vùng lãnh thổ rồi, đã tốn kém hàng trăm tỷ đô la viện trợ cho Ukraine rồi. Hơn 700.000 quân nhân Ukraine bị tổn thất không thể khắc phục rồi. Phương Tây tập thể cũng tốn kém hàng nghìn tỷ đô, có ít gì đâu. Vì các lệnh trừng phạt chống lại Liên bang Nga đấy, cứ tưởng là khiến cho Nga thất bại chiến lược, cứ tưởng là nhân dân Nga sẽ xuống đường để phản đối, tín nhiệm Tổng thống Putin sẽ giảm. Nhưng mà ai ngờ mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại. Nó phá hoại nền kinh tế phương Tây, chứ không phải phá hoại nền kinh tế của Nga. Tổng thống Ukraine cũng muốn Trung Quốc gia tăng áp lực lên Nga, sau một loạt thông điệp là muốn đàm phán, cũng cử Kuriba tới Trung Quốc, nhưng cuộc gặp với ông Vương Nghị chả đạt được kết quả gì. Ukraine không cần Trung Quốc phải đóng vai trò trung gian đàm phán trong cuộc xung đột với Nga, nhưng hy vọng rằng Bắc Kinh sẽ gây áp lực lên hơn nữa lên Moscow để nhanh chóng chấm dứt, đó là giao tranh. Việc này ông Zelensky cần phải kêu gào phương Tây tập thể dừng viện trợ để bước vào bàn đàm phán, thực hiện các điều kiện mà Tổng thống Putin đưa ra. Chứ Trung Quốc nào đi theo lời kêu gọi của Ukraine, chả Trung Quốc là đi theo lời kêu gọi của Ukraine ngày hôm nay cả. Vì Hoa Kỳ coi Nga và Trung là mục tiêu, thì làm sao mà Trung Quốc có thể hành động mang lại lợi ích cho phương Tây được. Trung Quốc ngày hôm nay hiểu rằng bảo vệ Nga là bảo vệ chính mình. Trả lời báo giới của Pháp, Tổng thống Zelensky cho biết dù Kyiv kiên định với mục tiêu khôi phục biên giới hậu Xô Viết năm 1991, nhưng cần cân nhắc mở các cuộc đàm phán với Nga mà chưa cần Moscow phải rút quân nếu các điều kiện đó là phù hợp. Nếu Trung Quốc muốn này, họ có thể buộc Nga phải chấm dứt xung đột này. Tôi không cần Trung Quốc phải đóng vai trò trung gian, tôi muốn họ gây áp lực với Nga để chấm dứt xung đột, ông Zelensky nói. Giống như Mỹ, Liên minh châu Âu đang gây áp lực, một quốc gia có tầm ảnh hưởng thì càng phải gây áp lực lớn hơn lên với Nga. Trung Quốc, quốc gia có quan hệ đối tác không giới hạn với Nga, đã thúc đẩy kế hoạch hòa bình của riêng mình để chấm dứt xung đột dựa trên nguyên tắc không leo thang, đàm phán trực tiếp và hỗ trợ nhân đạo. Trung Quốc không tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine đầu tiên tổ chức ở tại Thụy Sĩ, nhưng đã tăng cường các nỗ lực ngoại giao và đóng vai trò và đã đón Ngoại trưởng Ukraine ông Kuriba vào tuần trước. Trung Quốc cũng đã đưa ra những cái điều kiện để chấm dứt xung đột, nhưng mà Ukraine cũng muốn thực hiện đâu. Bây giờ thì ông Zelensky đang đưa ra những điều kiện theo kiểu mệnh lệnh của Nhà Trắng, rằng Bắc Kinh phải thực hiện theo kế hoạch của Nhà Trắng để cô lập Nga, để khiến Nga thất bại. Đời nào bản thân Bắc Kinh thì thực hiện điều đấy được. Đó. Báo Mỹ thì cũng đưa ra cái quẻ bói xấu chí mạng cho F-16. Vì báo cáo rằng ngày 31 thì F-16 đã đi tới Ukraine. Và phía Nga thì cũng có hình ảnh cho rằng là hai F-16 đã xuất hiện ở vùng trời Donetsk rồi. Đã xuất hiện, bắt đầu xuất hiện ở vùng trời Donetsk rồi.
Vậy là thông tin F-16 tới Ukraine là đúng. Tên lửa không đối không R-37 của Nga là mối nguy hiểm lớn đối với các máy bay F-16 mà lực lượng vũ trang Ukraine sẽ nhận được. Quân Nga sử dụng máy bay chiến đấu Su-35 và MiG-31 mang theo tên lửa không đối không tầm xa như R-37. Khả năng của loại tên lửa này là mối nguy hiểm lớn đối với F-16. Ngoại trưởng Mỹ Blinken tuyên bố rằng là Hoa Kỳ và các đồng minh ngay bây giờ đang gửi máy bay F-16 cho Ukraine. Các chiến đấu cơ đó sẽ đến Kiev trong mùa hè này và đến bây giờ đã tới. Ngoại trưởng Nam Đốc cũng lưu ý rằng là Hoa Kỳ và các chư hầu của NATO, của Mỹ đang tạo ra mối nguy cơ rủi ro gây xung đột vũ trang trực tiếp với Nga, mang lại nhiều hậu quả thảm khốc. Theo lời ông Nam Đốc, Nga sẽ coi việc Kiev có thêm kích F-16 với khả năng mang vũ khí hạt nhân là mối đe dọa từ phía phương Tây trong lĩnh vực đó là hạt nhân. Đây được coi là vũ khí tiếp theo mà phương Tây tập thể đang tuyên truyền ca ngợi là vũ khí tối tân, có thể thay đổi cục diện chiến trường và cũng là sự chờ đợi của các quan chức lãnh đạo lực lượng vũ trang Ukraine ngoài chiến trường, chờ đợi vũ khí này sẽ giải vây được cho Ukraine ở mặt trận đó là Kharkov. Không biết là giải vây tới mức độ nào, nhưng mà lực lượng vũ trang Ukraine đang tháo chạy ở Kharkov. Nhân dân Ukraine ở Kharkov thì từ chối sơ tán. Mặt trận ở tại Donbass, lực lượng vũ trang Ukraine cũng đang tháo chạy, thất bại. Đó là những gì mà chúng ta đang nhìn thấy trên chiến trường Ukraine ngày hôm nay. Còn trên đấu trường quốc tế, chúng ta đang nhìn thấy phương Tây tập thể do Mỹ dẫn đầu càng ngày càng mất tiếng nói, càng ngày càng mất uy tín thôi. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị và các bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị và bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.